Ngọc đang có mặt ở trên cầu Thầy Cai nằm trên đường tỉnh 823. Và đây là ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Một bên là Củ Chi và một bên đó là Đức Hòa, Long An. Cây cầu này bắc qua dòng kênh Thầy Cai và đây là ranh giới tự nhiên giữa thành phố Hồ Chí Minh và Củ Chi. Đi thẳng theo hướng đường tỉnh 823 này thì nó sẽ đi về hướng Củ Chi, cầu vượt Củ Chi quốc lộ 22. Còn hướng ngược lại thì sẽ đi về hướng Hậu Nghĩa về đường N2. Trước mặt Ngọc là con đường Tam Tân và con đường này sẽ chạy về hướng của cái dự án Vingroup và dự án Sun God Tân Mỹ ha. Rồi đối diện ở đây là đường tỉnh 823C, đây là một cái con đường chạy dọc theo khu công nghiệp Đức Hòa 3 và tạo lợi thế cho khu công nghiệp Đức Hòa 3. Thì hôm nay Ngọc sẽ dẫn mọi người đi tham quan các khu vực từ cầu Thầy Cai Củ Chi đi về hướng khu công nghiệp Đức Hòa 3 và mời mọi người cùng theo dõi với Ngọc xem ở đây có những gì thay đổi ha. Giờ là Ngọc đang đi hướng đường tỉnh lộ 823 đi từ hướng Củ Chi đi về hướng Hậu Nghĩa. Thì xung quanh cái con đường này quý vị sẽ nhìn thấy là xe lưu thông lại rất là đông, có những cái tiệm xăng, có những cái công ty. Và trên mặt tiền đường này vừa qua khỏi cầu Thầy Cai là quý vị sẽ nhìn thấy một cái dự án rất là lớn nằm ở phía bên tay phải ha. Cái dự án này là Direcco, thì chắc anh chị nào mà có tìm hiểu về khu vực này thì cũng có nghe qua. Cái dự án này giờ thì được đổi tên là Sài Gòn Ecolab đó, thì có diện tích là 67,3 hectare. Và cái khu này thì nó gọi là đất nền và được xây dựng, được quy hoạch là kiểu mẫu ha, có hồ điều hòa ở dưới các thứ, nói chung là về hạ tầng khá là ok. Một cái vấn đề ở đây nó chưa có được đông, lý do là những cái nền đất trong này thì bắt lại xây nhà theo kiểu mẫu. Mà thường nếu mà bắt xây nhà theo kiểu mẫu thì một số anh chị thì sẽ không có thích lắm tại cái khu vực này. Xung quanh về nói về cái tiện ích thì cũng chưa có được nhiều ha, vẫn đang là một cái khu mới phát triển thôi. Và hiện tại là nhờ vào cái con đường 36m mới hình thành á thì cái lưu lượng giao thông ở đây nó mới đông hơn. Và đây thì sổ sách rõ ràng đàng hoàng hết nha quý vị. Rồi giờ Ngọc sẽ quẹo qua đây nè. Đây là đường tỉnh 823B, hay là mình có một cái tên khác đó là đường 36m xuyên khu công nghiệp, từ khu công nghiệp Đức Hòa 3 qua khu công nghiệp Đức Hòa 2 và về khu công nghiệp Đức Hòa 1, quay lại đường tỉnh 824 ha, ở Đức Hòa đó. Đây là cái cổng khu công nghiệp nè quý vị. Thì con đường này lộ giới của nó 36m, nhưng mà hiện trạng thì Ngọc thấy là chỉ khoảng được 20m thôi. Thì sau này nó còn mở rộng nữa, nhưng mà khi nào mở rộng thì chắc chắn là cũng là một cái quá trình dài. Và cái con đường này thì chính thức là được làm xong thì cũng chỉ khoảng là chắc chưa tới 1 năm đâu quý vị. Bạn chạy nhựa chắc khoảng đầu năm nay là bắt đầu mới chạy nhựa xong. Và nhờ vào cái việc mà chạy nhựa này thì nó dẫn tới là cái việc lưu thông ở đây rất là nhanh. Thì trong những video trước Ngọc cũng có đề cập qua về cái con đường này ha. Xung quanh đây là nó nằm trong cái đường tuyến đường gọi là đường xuyên khu công nghiệp á, nối từ đường tỉnh 8 và đường tỉnh 9. Là ở đây nó sẽ kết nối là về đâu? Thứ nhất là qua khu Củ Chi, qua đường quốc lộ 22, cầu vượt Củ Chi nè, đi xuống Hậu Nghĩa qua đường N2. Và nếu mà đi theo cái hướng Ngọc đang đi á, thì nó sẽ đi về đường tỉnh 824. Và hiện tại là mới đợt vừa rồi tháng 5 á, là có một cái văn bản, một cái quyết định đó là sẽ làm một cái đường ha, cái vòng xoay. Đó là đi qua cái đường kênh Tây và cái đường kênh Tây đó nó sẽ chạy thẳng về tỉnh lộ 10. Như vậy đó nó sẽ tạo thành cái con đường Ngọc đang đi, nó sẽ tạo thành một cái con đường xuyên khu công nghiệp ha, nối liền các khu công nghiệp từ tỉnh lộ 10 chạy dọc qua khu công nghiệp Đức Hòa 3. Rất là thuận tiện. Thì Ngọc sẽ nói sơ một số thông tin về B5 khu công nghiệp Đức Hòa 3. Thì ở đây nó sẽ có 13 cụm khu công nghiệp đang được hình thành và đang phát triển. Và với diện tổng diện tích ở đây là 1.852 hectare, rất là lớn. Thì quý vị sẽ nhìn thấy là đường nội bộ trong mỗi cái khu công nghiệp này ít nhất phải là 25m. Rồi qua tới đây thì quý vị sẽ nhìn thấy bên tay trái của Ngọc, nó là một cái là nhà máy bia Sapporo. Thì trong những video trước thì Ngọc cũng có đề cập là phía sau lưng của nhà máy bia Sapporo là một dự án đất có tên là Vitaland. Và Vitaland thì nó sẽ có kế hoạch là xây dựng một cái khu nhà ở trong đó. Thì xíu nữa đi lên thì quý vị để ý bên tay trái của Ngọc nha. Rồi tới đây là quý vị nhìn bên tay phải của Ngọc nè, đây là cái khu đất họ đang san lấp. Thì Ngọc thấy là giờ họ đang bơm nước, bơm sụp nước gì đó, rồi đổ đất cát để san lấp trong này rất là nhiều. Để quý vị cũng biết là đất Long An đây là đất của nó là đất đồng ruộng, nó bưng biền. Thì cái kết cấu đất nó khá là yếu, thì mỗi lần mà làm nhà xưởng gì đó là phải san lấp rất là kỹ càng, không sau này nó lún tùm lum hết trơn á. Rồi mọi người ơi, đây nè, cái khu mà quay tôn nè, bên Vitaland nè quý vị. Đó, thì sau này sẽ xây dựng cái dự án khu nhà ở và nhà xây sẵn ở đây nha. Và Vitaland thì một số nền ở trong đó, dưới là có sổ rồi.
À và Ngọc cũng nói luôn là trong này thì mới có một cái khu đó là cụm khu Silico ha, vào tháng 5 thì mới bắt đầu là được khởi công và đang san lấp ở phía trên này, 195 hecta đang được triển khai ở phía trên này, thì xíu nữa Ngọc sẽ dẫn quý vị lên coi. Thì thực sự là mỗi lần Ngọc xuống đây thì cũng thấy là hạ tầng nó đã thay đổi rất là nhiều và nhà xưởng đây mọc lên cũng nhiều hơn trước rất là nhiều. Thì cái tầm nhìn ở trong những cái khu công nghiệp thế này thì ít nhất là cũng phải quý vị nhìn giùm Ngọc từ 5 năm đổ lên ha, 5-10 năm. Nhưng mà đối với cái việc mà thay đổi hạ tầng như thế này thì Ngọc nghĩ sẽ khá là nhanh thôi. Sau khi mà cái con đường Tân Tây nó kết nối á thì khu vực này nó sẽ đổ về đây nó dễ dàng hơn. Rồi nè, mọi người nhìn thấy bên tay phải của Ngọc và bên tay trái của Ngọc. Bên tay phải Ngọc là một cái quỹ đất đang san lấp, có đóng cái bảng nè. Khu công nghiệp Silico đó mọi người thấy không? Đó, xung quanh nè. Là đất là cái đường ở phía trước mặt Ngọc đây là một con đường nè, họ đã san lấp ủi lên rồi đó, nhưng mà chưa có làm đường. Có cái bảng đó, cái bảng đó là bảng Silico. Thì cái miếng đất phía bên tay phải của Ngọc nó sẽ rộng gấp đôi miếng đất bên tay trái. Thì cái Silico này nó sẽ chia làm hai mảng ha, một mảng bên tay phải và mảng bên tay trái nè. Ở đây là ban quản lý khu công nghiệp Đức Hòa 3 Silico nè mọi người thấy không? Đó, bên cạnh cái nhà điều hành đó và một cái miếng đất xung quanh này. Thì xung quanh này giờ làm gọi là làm khu công nghiệp rất là nhiều. Và phía trên này thì quý vị cũng biết là nó có một cái dự án của bên Trần Anh, đó là bên cái Bella Vista. Thì Bella Vista thì 76 hết, thì bây giờ là cũng gần như là hạ tầng hoàn thiện rồi, chỉ thiếu một số cái phần tiện ích thôi. Còn nếu mà xét về mặt giá cả thì bên Bella Vista vẫn đang có một cái giá khá là tốt so với những dự án cùng khu vực với cái hạ tầng như vậy ha. Rồi ok, Ngọc sẽ không có đi PR dự án ở trong cái video này. Video này sẽ dành để về hạ tầng và một số thông tin về những cái dự án xung quanh để mọi người theo dõi. Thì như nãy giờ quý vị đi là nhìn thấy xung quanh của Ngọc có rất là nhiều đất họ đang làm. Thì cứ cách một đoạn quý vị sẽ nhìn thấy có một cái con kênh lấy nước này chạy dọc theo từng cái khu công nghiệp như thế này sẽ chia ra ha. Sẽ có những cái con kênh này. Và bên khu công nghiệp Đức Hòa 3 thì Ngọc nói sơ về cái vị trí của nó. Cái khu công nghiệp này nó sẽ nằm giữa ba cụm dân cư lớn, đó là bên thị trấn Đức Hòa nè, bên thị trấn Hậu Nghĩa và bên thị trấn Củ Chi, giống như một cái nút giao vậy đó quý vị. Và từ đây quý vị đi qua bên Xuyên Á, bên đường quốc lộ 22 hay là đi qua tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 8 rất là thuận tiện. Và ở trong cái khu vực này Ngọc cũng nói sơ cho những anh chị nào mà đang muốn đầu tư những khu dân cư ở đây. Thì trong này á là những cái khu công nghiệp trong này thì nó lại được những cái ngành công nghiệp trong này là những ngành công nghiệp nhẹ hoặc là những ngành công nghiệp sử dụng ít nước và ít gây ô nhiễm. Thì quý vị có thể là theo dõi những cái thông tin này ở trên những cái trang về khu công nghiệp Đức Hòa 3 để mọi người có một cái nhìn nó tốt hơn. Rồi dưới này nè quý vị, đây là cái khu Bella Vista nè, mọi người sẽ nhìn thấy bên tay phải của Ngọc đây đó là bên giai đoạn 2 và giai đoạn 4. Còn bên này là giai đoạn 3 và giai đoạn 1 ha. Hai bên nó sẽ nằm cặp song song với đường 36m. Và từ cái đường này, tức trong cái khu dân cư nó sẽ có một cái khoảng xanh hay một cái mạng xanh, cái công viên đó, gọi là chắn bụi cho cái khu vực này ha. Rồi, hiện tại là Ngọc đang đi trên con đường tỉnh 823B, đường gọi là đường 36m đó quý vị. Trên con đường này thì nó sẽ kết nối qua là đường khu công nghiệp Đức Hòa 3, khu công nghiệp Đức Hòa 2 và khu công nghiệp Đức Hòa 1. Và nguyên cái con đường mà Ngọc đang đi nè, nếu mà quý anh chị mà đi từ bên đường tỉnh 824 qua đây thì thấy hai bên đường, một là nhà máy, hai là đất trống bưng biển. Nhà dân là chỉ có trong cái khu dân cư này là quý vị mới nhìn thấy nhà dân thôi, còn lại là đảm bảo không nhìn thấy một cái căn nhà nào trong cái con đường dọc theo tuyến đường này hết á. Nguyên cái khu này là được quy hoạch làm khu công nghiệp hết rồi, đất khu công nghiệp hết rồi, không có nhà dân ở đây ha. Đây khu này là Thái Hòa nè quý anh chị. Thực ra thì những cái ngành công nghiệp ở trong này đều là công nghiệp nhẹ nha, ít gây ô nhiễm môi trường. Thực ra trong này quý vị sẽ nhìn thấy có những công ty phân bón này nọ gì đó, nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng không có quá nhiều đâu, tại vì đã được phép vô trong này là không có gọi là quá gây ô nhiễm. Rồi trên này có thêm một cái cây xăng nữa nè mọi người. Trong này thì sẽ có cây xăng này, sẽ có ngân hàng ha, thì cây ATM ngân hàng chứ chưa được cái ngân hàng. Thì trong này nó vẫn gọi là đa số vào cái giờ Ngọc đang đi thì sẽ rất là vắng. Khoảng là 5 giờ chiều mà mọi người muốn đi thực địa ở đây sẽ nhìn thấy đây nó đông, rất là đông. Và đa số những cái miếng đất xung quanh cái khu công nghiệp ở đây này, những cái khúc trong cái khu dân cư á, là đa số là họ mua để xây nhà trọ rất là nhiều. Thì cứ một phòng trọ đây Ngọc đang cho biết là cho thuê là khoảng từ 1 triệu tới 1 triệu 2 một phòng đó. Thì cho thuê khá là nhiều luôn. Thì nếu mà có dịp thì Ngọc sẽ dẫn quý vị vô trong cái khu bên Bella Vista để mọi người theo dõi cái hạ tầng ở bên trong đó. Còn bây giờ là mình theo dõi về cái con đường này ha. Rồi,
Từ đây đi về đường tỉnh 824 bên Đức Hòa về phía Hóc Môn nó là khoảng 8 cây số nha mọi người. Xung quanh thì mọi người thấy là xung quanh những cái phần mà bưng biển trước đây là bây giờ được chặt hết rồi, chặt hết trơn rồi, giờ là đất trống hết rồi nè. Đó mọi người thấy chưa? Và rồi ok mọi người, thì hôm nay là Ngọc dẫn mọi người đi vậy thôi. Con đường nãy giờ là làm xong hết rồi. Phía dưới này thì có một cái khu công nghiệp khác, đó là Đức Thuận 2. Bây giờ là đang san lấp ở dưới đó ha. Rồi như vậy là chúng ta đã đi một vòng rồi. Mọi người nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc nha. Và nếu mà muốn làm video về Bella Vista thì nhớ bình luận bên dưới cho Ngọc. Mọi người thấy không, xung quanh là đã chặt hết rồi, bưng biền. Bây giờ dần dần là sau này quý vị đi lại là sẽ không còn. Thì khoảng nửa năm nữa Ngọc quay lại đây mà chiếu cho quý vị coi khúc đường này, đảm bảo là thấy khác rất là nhiều. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và rất lâu rồi Ngọc mới đi lại đường này. Hy vọng là mang lại những cái thông tin hữu ích cho quý anh chị đã và đang quan tâm kênh Mít Ngọc Lan. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhớ nhấn like để ủng hộ Ngọc làm những video sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, thành công.